Sáng 8 tháng 9 năm 2022, Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt băng khánh thành phòng học thông minh có sức chứa 30 sinh viên, được lắp đặt dàn máy tính cao cấp và hệ thống điều khiển thông minh phục vụ việc giảng dạy tiếng Nhật. Phòng học thông minh nằm trong khu C, Trường Đại học Công nghệ Thông tin ở Thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, phòng còn được trang bị hệ thống phần mềm chuyên dụng dành cho sinh viên học tiếng Nhật. Đây là công trình được tài trợ bởi chính phủ và nhân dân Nhật Bản, thuộc chương trình Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa, trị giá gần 2 tỷ đồng. Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học tiêu biểu không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn của cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo được nhiều lứa sinh viên ưu tú. Đối với tương lai của Việt Nam và Nhật Bản, tôi cho rằng nguồn nhân lực người Việt Nam giàu kiến thức về công nghệ thông tin cùng năng lực tiếng Nhật tốt là điều không thể thiếu. Vì vậy, tôi rất vui khi lần này dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở văn hóa nhằm hỗ trợ xây dựng phòng học thông minh, phục vụ cho việc giảng dạy và học tiếng Nhật được hoàn thiện. Các bạn sinh viên sử dụng phòng học này, đặc biệt là các bạn được đào tạo về công nghệ thông tin, sẽ trở thành nguồn nhân lực quan trọng với kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Nhật cao, đóng góp cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Được xây dựng trong vòng 6 tháng, phòng học thông minh có cơ sở vật chất hiện đại, là nơi giúp sinh viên trải nghiệm thực tiễn, phát triển tối ưu năng lực ngôn ngữ. Trong tương lai, các sinh viên của trường sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa ưu tú trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vừa thông thạo tiếng Nhật. Qua đó, họ sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghệ thông tin tại hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Em thấy rất là vui và vinh hạnh khi mà trường em được chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến để tài trợ cho phòng học thông minh. Thì em tin với phòng học thông minh này khi mà được triển khai thì chắc chắn là sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho tụi em trong việc học tiếng Nhật và cũng như là giao lưu tiếp xúc giữa hai văn hóa giữa hai nước. Phòng học thông minh do chính phủ và nhân dân Nhật Bản tài trợ cho trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ giúp cho trường có một cái phòng học rất là hiện đại, được trang bị các máy móc tiên tiến để phục vụ cho công tác giảng dạy. Thì sử dụng các cái máy móc thiết bị hiện đại đó thì sinh viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm thực hành nhiều hơn và cũng như là sẽ hào hứng hơn trong việc học tiếng Nhật. Ngoài ra thì trường còn dự kiến tổ chức các cái hoạt động giao lưu tại phòng học thông minh. Sắp tới cũng sẽ có kế hoạch tổ chức các hoạt động này và chắc chắn là nó sẽ thúc đẩy, tạo động lực học tập hơn nữa cho sinh viên của trường. Việc khánh thành phòng học thông minh cũng giúp sinh viên trường liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp Nhật Bản, vốn được xem là đối tác chiến lược của trường từ nhiều năm qua, đồng thời đánh dấu cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006. Qua 16 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần cho sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.